Tiếp theo, mình muốn giới thiệu đến các bạn sản phẩm mì shoyu, hay còn gọi là mì nước tương, của công ty Shinsen. Mì ninja. Mì ninja này là một loại mì ăn liền. Các bạn không cần phải rửa nước qua trước, mà chỉ cần cho một ít nước vào trong tô, đặt vào lò vi sóng, chờ một ít là sẽ có cọng mì ngon, tươi và dai như là ngoài tiệm. Cọng mì được sử dụng bột mì từ tỉnh Hokkaido, cộng với lại các nguyên liệu được tuyển chọn kỹ từ tỉnh Hokkaido. Không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau chế biến nhé. Đầu tiên, cho mì vào tô, đổ 500ml nước sôi vào. Sau đó, dùng đũa khuấy nhẹ. Và đặt vào lò vi sóng, đặt 2 phút 30 giây. Sau khi lấy mì từ lò vi sóng ra, cho gói gia vị vào, trộn đều là có thể ăn ngay. Đây gọi là mì ramen vị tương của Nhật Bản. Và đối với người Nhật thì vị tương là vị dễ ăn nhất và được nhiều người yêu thích nhất. Và bây giờ mình và thực sự là mùi hương của nó cũng rất là thơm. Mình sẽ ăn thử nhé. Thật sự ngon luôn, cực kỳ ngon đấy. Mì ninja của công ty Shinsen có thời hạn bảo quản ở nhiệt độ thường là 1 tháng và nhiệt độ lạnh là 1 năm. Do đó, các bạn có thể thưởng thức vị mì ngon và tươi của Nhật Bản ngay tại bất cứ đâu mà mình muốn.